Trước tin đồn là thành phố Hồ Chí Minh sẽ lockdown kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 7, nên chiều 14 tháng 7, người dân lớp đứng lớp ngồi đã bỏ công xếp hàng để chờ mua hàng. Theo ghi nhận, mỗi khách được yêu cầu có 10 phút để mua, nhưng phải chờ cả tiếng mới tới lượt, bà Vân cho biết. Người ta tin đóng cửa ngày mai thành phố không có cho đi làm mà đóng cửa hết. Nhưng mà bây giờ tin nó nghe lại là tin nó bị đặt không đúng. Tin nói ngày mai 15 tây tháng 4 là 15 tây tháng 7 thì đóng cửa thành phố mình á, nhưng bây giờ không có làm nữa, bây giờ đi lữ ra bình thường. Dẫu có là tin đồn đi nữa thì những trải nghiệm về sự thiếu thốn trong mấy ngày qua khiến dân tình hoang mang, bà Nga nói. Thiếu cơm no, thiếu món khô vậy đó, chạy ra mua chứ thiếu sữa đó, rồi chạy ra mình mua vậy thôi chứ không có cũng không có mua gì nhiều, chạy ra mua một tí rồi thôi. Người dân giờ cũng không mấy dư giả tiền bạc để mà mua trữ nhiều. Với việc khan hiếm hàng hóa rồi đi lại khó khăn và tin tức ngày nào ca nhiễm Covid mới ở thành phố này cũng lên tới 3 con số, nên tâm lý chung là ráng tích cóc phòng cơ, được đến đâu thì hay đến đó, bà Nga kể. Thấy người ta mua ngày nào người ta mua, ngày nấy người ta ăn chứ cũng không có chữ đâu. Tại vì thấy người dân cũng có người người ta chữ, có người người ta không chữ. Chứ cũng giống như cô đồ khô thì cô để sẵn ở nhà. Nhưng mà có cái đồ tươi, rau hay là như là rau củ thì cô cũng có để. Nhưng mà khi nào mà mình, ngày nào cũng như là mình thèm ăn rau thì mình mới đi mua, còn rau không có thì thôi. Nhìn cảnh xếp hàng chờ mua nhu yếu phẩm vậy, đúng là rất dễ hoang mang. Cô giáo tiểu học bà Trần Thanh Vân nói cứng. Dân mình cứ nghe tin đồn giảm, cứ tưởng ngày mai đóng cửa, không cho mua bán, lên đi mua nhiều vô. Lòng tin của dân chúng giảm sút nhiều, bởi trước đó có quá nhiều hứa hẹn về đảm bảo cung cấp hàng hóa, về các gói hỗ trợ an sinh, về vaccine. Thế nhưng hiện tại thì dân chúng vẫn tự bươn chải và chưa biết chừng nào tới lượt mình được chích ngừa.